chúng ta tập trung cuối nhà thờ, vì lý do trời mưa chúng ta ở cuối nhà thờ thôi, không ra ngoài cổng. Xin quý thầy cho các em xem đi trên tội xuống nhanh cổng vào trong nhà thờ ngay bây giờ. Được bao nhiêu em thì xuống hết đi nhanh lên. Còn quý chức chúng ta xin tập trung ở cuối nhà thờ. Vâng, xin mời chú sơ, cháu mà đưa các em xuống dưới bốn trong nhà thờ đó. Hình bay đau thật.
giờ đây chúng con là thông qua mọi sự tận phước xin được vượt qua xin đổi kèn có nhiều võ thành trang đổi kèn lên để chào.